Độc lạ Ấn Độ, người đàn ông xây căn nhà giống hệt chiếc máy bay. Có những người từ nhỏ đã ước mơ xây dựng một ngôi nhà cao tầng trên bầu trời xanh, nhưng cũng có một số người lại thích ngắm nhìn máy bay. Chính vì thế nên một người đàn ông Ấn Độ đã hoàn thành hai ước mơ cả đời của mình với một ngôi nhà được xây dựng giống máy bay. Theo anh Kamaljit Singh, chủ căn nhà đã tự giải quyết vấn đề của mình bằng cách riêng của mình, đó là xây luôn một căn nhà có hình chiếc máy bay với độ dài khoảng 21 mét. Căn nhà được anh xây trong suốt 2 năm rưỡi và có độ cao so với mặt đất là 12 mét. Chủ căn hộ cho hay, anh Sai đã chia ngôi nhà thành các phòng, bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 phòng vệ sinh. Người đàn ông hiện đang sinh sống ở thành phố Kuputhara thuộc bang Punjab của Ấn Độ cho biết, anh đã phải chi số tiền tương đương 142 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà yêu quý của mình. Các bạn nghĩ sao về căn nhà độc lạ trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.